Đây là tư thế trồng chuối, một trong những tư thế mà giúp cho rất nhiều huấn luyện viên, học viên trong quá trình mà chúng ta thực hiện và làm được, giúp cho chúng ta tăng cái sự tự tin của mình lên rất là nhiều. Trong cuộc sống thì có người thì người ta tự tin về tiền bạc, tình cảm hoặc là vật chất. Còn đối với những người tập luyện yoga như chúng tôi thì đây là một trong những cái tư thế giúp chúng tôi tăng cái sự tự tin của mình đối với bản thân trong quá trình tập luyện, đối với lớp học của mình và học viên của mình hoặc chính mình nhé. Tuy nhiên thì để mà làm đúng đúng cách đạt được hiệu quả cao nhất thì các bạn hoàn toàn có thể nhìn Kim Toàn sửa nhé. Vừa rồi em mới làm rất là tốt, tuy nhiên thì cơ bụng hơi yếu một chút xíu dẫn tới là khó kiểm soát. Rồi thả lỏng ra, thả lỏng bàn chân ra thì sẽ giữ được tốt hơn. Thả lỏng bàn chân nha, để thẳng được hết cỡ. Rồi cứ giữ nhá, có người hỗ trợ. Đúng rồi, rồi thật tĩnh này, lắc lư cái cổ, để ý nhá, để ý cái cổ của mình đấy. Đối với những người mà hỏng đốt xương cổ, thoái hóa đốt xương cổ thì nhìn này là khiếp luôn rồi đúng không? Vậy thì tất nhiên là tư thế trồng chuối kiểu này không có tác dụng, thậm chí là phản tác dụng, tác dụng còn phản tác dụng ở mức độ còn khủng khiếp. Nhìn thì thích đấy, nhưng đến khi mình vào nó rắc một cái thì toi. Tại vì làm sao? Tất cả các đốt xương cổ nó dồn xuống với nhau và chúng ta có những động tác tư thế trồng chuối khác thay thế vẫn đạt được lợi ích nhưng lại đảm bảo sức khỏe, tránh trường hợp là lợn lành chứ thành lợn què. Nhiều khi mình vui quá, mình thích quá thì lại chuyển thành làm sao phản tác dụng. Rồi thật thoải mái nhá. Rồi, em kiểm soát đi, đổ về sau mất rồi, trồng thêm một chút nữa cho vui thôi, cứ làm theo cách của mình đi. Thầy bỏ tay đấy, đổ về sau nơi rồi, thôi xuống. Ok, rồi đây là cách tiếp theo nhá, và là cách có lẽ là tính đến thời điểm này là hoàn hảo nhất. Đan mình con này sẽ hỗ trợ, yên tâm. Và cách này là một trong những cách mà an toàn cực kỳ, vì chúng ta sử dụng không chỉ là cái đầu của mình mà 80-90% sức sẽ dồn hết vào hai cái cùi chỏ. Rồi em lên nhá, nâng chân cứ nên kiểu gì thì lên, chân trước chân sau càng tốt. Rồi chân trước sau đi. Ok, thoải mái giữ chân trước ra một chút xíu, chân trước ở trên này này. Rồi giữ nguyên nhá, có nghĩa là động tác vừa rồi chúng ta thay thế bằng tư thế này, hơi co xuống một chút xíu. Đúng rồi, hơi bẻ lưng một chút xíu nữa, bẻ lưng ngửa về sau ấy. Đúng rồi, ngửa thêm một chút nữa. Rồi ít nhá, giữ nguyên nhá. Đó à, bạn mẫu bạn chưa làm tốt lắm, tuy nhiên thì buổi sau sẽ có một bạn mẫu khác làm tốt hơn rất là nhiều. Thì các bạn hình dung này, chúng ta chống bằng cùi chỏ, cẳng tay và đỉnh đầu để có thể giữ được cân bằng mà lợi ích rất là cao, trong khi đó tư thế cũng rất là đẹp và cũng rất là trông cũng rất là nghệ thuật đúng không? À, đúng là các động tác yoga rất là đẹp, mà ai đó thực hiện được thì chúng ta sẽ phô diễn được tất cả những cái đường nét cơ thể của mình, đặc biệt là đối với nữ giới nhé. Các bạn có để ý rằng là không chỉ đứng đẹp, nghiêng ngả, trồng chuối ngược sau, ở các góc cạnh gần như là đẹp không góc chết đấy đúng không? Chỉ cần thực hiện được các tư thế khác nhau và càng đầy đủ càng chi tiết thì chúng ta càng đẹp ở nhiều khía cạnh khác nhau, đứng ngang, đứng dọc, nghiêng, ngồi, quỳ, nằm, bò, sấp, ngửa đều đẹp hết. Rồi rất là tuyệt vời, em hạ chân xuống. Ok, sau đây thì Kim Toàn sẽ làm một cái động tác để chứng minh cái điều mà Kim Toàn chia sẻ với các bạn từ nãy đến giờ nhé. Khi mà làm quen đấy thì chúng ta không cần dùng đầu nữa mà có thể dùng mỗi hai cái cùi chỏ tay này thôi mà vẫn làm được tư thế trồng chuối nhá. Rồi cảm ơn em rất là nhiều, mượn cái thảm một chút xíu. Các bạn nhìn nhá, đan 10 con tay này chống đầu, rồi đẩy lên đúng không? Sau khi lên rồi chúng ta có thể làm sao vẫn giữ tính được tư thế mà cái đầu của chúng ta này. Các bạn nhìn nhá, Kim Toàn chỉ cần chống cái ngón tay vào đầu thôi, không cần dùng đến cái đầu đúng không? Thậm chí là có thể bỏ cái đầu được ra. Tuy nhiên thì ban đầu chúng ta chưa quen, chúng ta có thể dùng lực lên đầu nhiều một chút. Nhưng sau khi chúng ta quen rồi đấy thì chúng ta hoàn toàn dùng lực ở cánh tay là chính đúng không? Cái đầu của mình này. Đó, lợi ích cũng rất là cao và động tác thì trông những không những đẹp mà còn mạnh mẽ hơn rất là nhiều lần đúng không? Thì theo thời gian nhé, cứ mỗi ngày một chút chúng ta sẽ nâng cấp sức khỏe của mình lên và sắc vóc của mình lên theo đúng lộ trình. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kim Toàn còn những cái khóa học rất là tốt nữa và Kim Toàn giới thiệu với các bạn luôn ngay sau đây nhé. Ok, xin chào, hết rồi, hai chị em nguyện thôi. Và để Kim Toàn có cơ hội giúp đỡ các bạn có thể làm tốt cái chuyên môn của mình cũng như tập luyện để đạt được cái hiệu quả tối ưu cho sức khỏe và sắc đẹp, thì trong khóa đào tạo huấn luyện viên yoga trị liệu của Kim Toàn, Kim Toàn đã viết rất đầy đủ toàn bộ gần 20 năm lao động và làm việc trong công việc chăm sóc sức khỏe chủ động, cụ thể là bộ môn yoga, và Kim Toàn đã tổng kết lại toàn bộ trong cuốn sách này. Ngoài ra thì khóa đào tạo huấn luyện viên yoga không chỉ dừng lại các kiến thức chuyên môn mà còn có thêm các kiến thức về dinh dưỡng, các kiến thức về những cái bài tập rất là đặc biệt phù hợp cho từng lứa tuổi,
từng tình trạng cụ thể bệnh lý. Và hơn tất cả nữa, đó là thay đổi những cái thói quen xấu đã lạc hậu và bổ sung vào đó bằng những cái thói quen lành mạnh. Các bạn có thể hoàn toàn nhắn tin inbox với Kim Toàn và Kim Toàn có thể giúp các bạn đạt được những cái điều mà các bạn đang thiếu, đang vướng, đang mắc. Và một lần nữa, Kim Toàn rất mong có thể gặp được các bạn ở trong khóa đào tạo huấn luyện viên yoga cùng với Kim Toàn. Các bạn nhắn tin inbox comment vào trong video của Kim Toàn để được huấn luyện viên yoga của Kim Toàn cùng các bạn support, hỗ trợ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rất là vui khi được gặp lại các bạn ở trong khóa đào tạo huấn luyện viên yoga cùng với Kim Toàn.